đây là nơi khắc tên của những anh lính đã hy sinh đó. Được mọi người khắc tên ở đây này của như vậy. Later. Được gia đình á, người ta đến người ta cắm những cái lá cờ khắc tên của người thân trong gia đình của người ta. Anh hùng của Ukraine của chú nhỉ. Cái hình tượng trưng của quảng trường Mandan. You show things like people understand. They don't see what you show. cái đường thẳng dài lên trên này cô chú anh chị. Đó là cái chỗ đó là cái nơi tàu điện ngắn nhất thế giới. Từ cái chỗ đó mà mua vé đi thẳng lên trên á, là nơi mà mấy cái chiếc xe tăng mà bữa mình quay triển lãm xe tăng Nga đó. Thì khúc này ở khúc dưới, này là dưới đường, còn đi lên trên đó cũng là đường luôn nhưng mà đẹp à. Đó, đi lên trên đó. Cái khu này lúc trước mà chưa có chiến tranh á, để phải cái con đường này là chợ triển lãm, bán rất nhiều thứ. Tầng nào người ta cũng tổ chức chợ triển lãm hết á. Bên phía này nè. Mọi người đi bộ rất là đông. Mọi người mua vé máy bay á, quên mua vé máy bay. Mua vé để tàu điện đi lên trên nó cũng như vậy. Tụi mình đi rồi cho nên giờ không có đi nữa. Just
để qua đây để đậu xe. Đi lên trên này khổ cái là không có chỗ để xe nha. Hai hàng đường người ta đậu nhiều vậy, nhưng mà hên xui à, lỡ cảnh sát đến là móc xe đi. Đây là nơi khắc tên của những anh lính đã hy sinh đó. Được mọi người khắc tên ở đây này của như vậy. Được gia đình á, người ta đến người ta cắm những cái lá cờ khắc tên của người thân trong gia đình của người ta. Những anh lính đã hy sinh này, hàng trăm ngàn luôn á. Bên kia là những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm á. Có họa sĩ vẽ tranh. À, khi nào có dịp cô chú anh chị mà đến du lịch ở Ukraine á, thì ngồi xuống vẽ một bức hình. Không có chiến tranh của chú anh chị thì ở cái quảng trường này nè, vào những ngày cuối tuần là không có cho xe chạy vô. Ở dưới này nè, ở dưới con đường này là một cái chợ, hết cái khu này luôn của chú anh chị là cái chợ dưới lòng đất á. Chút nữa mình đi xuống mình quay sơ cho mọi người xem. Mama, con biết đấy. Bên kia là một cái siêu thị nè, ta để ở dưới một cái nhà hàng buffet nữa đó. Bạn chỉ dẫn nó để dưới lòng đất. Hotel, khách sạn. Hoa tulip. Mùa xuân rồi, hoa tulip nở nè. Wow, tulip màu vàng. Trước chỗ này là một cái thác nước á, để cho mấy em nhỏ vô tắm á, chơi dưới lại nước nè. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Nhưng mà bù lại mọi người nhiều xe để sửa đường nè. Mọi người đến đây rất là đông, chụp hình, có khách du lịch nữa.
Tại vì hiện tại bây giờ Ukraine có mở cửa cấp visa cho những cái người khách du lịch của chú anh chị, ai mà muốn đến thăm Ukraine đó là có đó. Có những người ở Việt Nam á, sống ở Việt Nam nhưng mà xin được visa để đi qua bên này nè, đến đại sứ quán Ukraine á, nói với người ta mình đến muốn thăm viếng Ukraine, rồi muốn xin visa để đến xem di tích lịch sử này kia, là người ta cấp cho visa đi á. Đây là cái quảng trường, cái biểu tượng của quảng trường Mandai nè, rất là lớn. Cách đây 9 năm về trước là người dân Ukraine là biểu tình ở chỗ này để lật đổ chế độ Bùn Nhìn nè. Giờ mình lên trên này để coi hình ảnh những thiên thần mà đã hy sinh trong cái thời gian biểu tình đó. Bên kia có cái biểu tượng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ qua bên cái đường bên này nè. Cái này bên đây là những thiên thần Ukraine đặt cho những cái vị mà hy sinh trong cái thời gian mà biểu tình đó, là những thiên thần đã hy sinh nè. Đây nè, 9 năm về trước đó, 100 mấy người đó. Đây, đổ dài lên trên này luôn, như vậy đó, lên trên luôn. Thời gần đây thì có rất là nhiều khách sạn, hotel rất là nhiều. Đó, hết cái con đường này luôn, ở dưới để lên sau lên trên đó luôn đó. Đó là biểu tượng của những thiên thần. Đây sẽ quay ở dưới này nè, kiến trúc của thủ đô. Ở đây bây giờ có mấy nhiều con ong này cô chú nhỉ, tại vì mùa xuân á mấy con ong nó hút mặt mấy cái bông hoa này, cho nên là được, là nó bu bọ nhiều mấy con ong không à. Đây có những hình ảnh chụp lại nè, khi mà chính phủ đàn áp người dân đó. Nhưng mà những cái người này đã được lộ trừ hết rồi, được làm sạch hết rồi đó, sau khi cái cuộc cách mạng này nè, cuộc cách mạng mà cách mạng màu nổi lên á, thì chế độ của tổng thống Bùn Nhìn thân Nga với lại cái đám cảnh sát này được loại trừ hết luôn, thay hết mới hết. Thì cái con đường này là khi mà cách mạng màu, người dân đã đứng lên trải dài hết những con đường này luôn. Phía trước là cái nơi mà tổng thống làm việc đó, tổng thống cũ nha, tổng thống thân Nga đó. Thì khi mà đấu tranh nổi loạn lên đó thì rất là nhiều người đã hy sinh ở những cái con đường này luôn. Thì xung quanh người dân người ta đã chụp hình, gắn những cái hình trên những cái thân cây nè, hết những con đường này luôn, những người đã hy sinh nằm xuống trong cái cách mạng màu đó. Bây giờ con đường này xe không có được chạy luôn chứ gì, đường này không có được xe chạy, chỉ có xe quân đội nhiều lúc người ta có công việc người ta đi thôi, chứ bình thường không có ai vô đây được hết, không được đậu xe đây luôn, chỉ được cho dân, cho khách du lịch đó đi đến tham quan. Cái
Còn cái khách sạn này nè, thì khi mà người dân đứng ở phía dưới biểu tình á, ở trên đó là cảnh sát rồi quân đội mà thân Nga đó, họ bắn xuống người dân làm người dân bị nhiều người bị thiệt mạng. Đó là họ đứng ở trên tòa nhà này họ bắn xuống à. Lúc đầu người dân chỉ đứng lên muốn chính phủ á, thân phương Tây kết nạp vô phương Tây thôi, nhưng mà không có chịu, chính phủ không có chịu. Rồi người dân cũng chỉ đứng lên biểu tình thôi, muốn đồng ý á, nhưng mà họ không đồng ý mà còn tấn công người dân. Đó, cái tòa nhà. Bây giờ con đường này là một cái khu di tích lịch sử luôn. Sau này sẽ là một cái nơi để mà đón khách du lịch đến tham quan. Tụi mình đi lên trên gần hơn nè, tụi mình lên trên cao. Đẹp lên trên cao thấy, quay xuống phía dưới khỏi dưới chạy xem. Đây, đứng lên trên cao để quay xuống quảng trường cho gần. Tòa nhà đối diện này lúc trước mà khi mà cách mạng màu nổ ra cô chú chị bị đốt cháy luôn á, xong rồi người ta sửa chữa trong vòng mấy năm á, thì sau đó có nhiều có người, những cái hộ kinh doanh á, công ty kinh doanh người ta muốn mở siêu thị, cái nơi chúng ta mua sắm, nhưng mà người dân người ta không có chịu. Người dân người ta nói một cái nơi cách mạng như vậy mà tại sao mở shop, cho nên là bây giờ hiện tại bây giờ trong đó chưa có cái gì hết. Mình nghĩ là trong tương lai sẽ để là những cái nơi mà triển lãm di tích chiến tranh, hoặc là những cái nơi mà để liên quan đến chiến tranh Ukraine á, để cho mà khách du lịch quốc tế đến mà tham quan luôn. Mình nghĩ là như vậy. Chứ bây giờ cái nơi mà cách mạng màu nhiều người hy sinh như vậy đó, nhưng mà tự nhiên mở một cái trung tâm mua sắm thì nó không có hợp, nó không có đúng cái nội dung, nó không có đúng cái đó. Mình nghĩ là cái nơi đó là lớn, để một cái nơi gì trưng bày những cái di tích sau cái chiến tranh thì mình thấy nó hợp lý nhất. Đó thì khách du lịch rất là nhiều người dân, có khách du lịch đó, ở đây có nhiều khách du lịch rồi. Biểu tượng đẹp thôi chứ vậy ha, biểu tượng một người cô gái như một thiên thần. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên đường, thì qua bên đường thì phải đi xuống cái tầng hầm này nè để đi qua. Ở Ukraine có rất nhiều là có rất nhiều cầu vượt á, hoặc là dưới tầng hầm để đi qua đường. Mọi người đi như vậy á, không có gây cản trở giao thông. Giờ đi qua phía tay trái nè. Đây là tàu điện ngầm, người ta đi vô trong cái đường đó. Giờ mình sẽ đi qua bên này, dưới này chỗ này có bán cà phê, có bán thức ăn, sẽ ăn nhanh. Bán hoa tươi rất là nhiều.
ở đây có mấy bán mấy mặt hàng đặc trưng của Ukraine, đó là mật ong, mật ong tươi, trà, rồi có những cái áo quần, mà những cái loại áo biểu tượng của Ukraine, gắn hình Ukraine này rất là đẹp, giá cả cũng rẻ, khoảng một cái áo gì khoảng tầm mười mấy đô chứ chị, khoảng giá cả khoảng tầm mười mấy đô. Nè. Mỗi cái như thế này giá khoảng gần 2 đô thôi, rất là rẻ. Giá cả phải chăng lắm. Gớ hình áo. Này như gần hầm. Ở đây là cái chợ dưới tầng hầm. Bây giờ mình sẽ đi vô ở trong này, là cái chợ tầng hầm này, cô chú anh chị này, đi vô đây. Đi vô đây. Con đi qua mua mật tô nè. Bây giờ mình sẽ đi vô, mình quay cái nơi mà bán mỹ phẩm. Tommy. Cửa hàng bán kẹo. Bây giờ qua bên chỗ này ăn trưa như vậy. Ở đây á, khách du lịch có thể tham quan, xong rồi có thể mua sắm. Ở dưới lòng đất á, thì là mua sắm. Ở lên trên là có nhà hàng nè, có nhà hàng. Còn có những cái quán nhỏ nhỏ bán thức ăn nhanh á, thì giá rẻ, giá mềm. Ở trong kia thì bán buffet ăn trưa, súp rồi đó. Bên kia có mặt rồi nè. Mọi người đang ăn trưa, mọi người tập trung lại ăn trưa rất nhiều, ngồi dưới gốc cây. Mấy cha con đang ăn kem, chị Ma Lucas ăn kem. Đó, tụi mình nãy bên kia, giờ qua bên này ngồi ăn này. Đó, ăn kem. Mát. Giờ mà có cỏ động đi xuống dưới tầng hầm ngồi. Ngon không con? Chị Ma ngon không chị Ma? Chị Ma ăn kem với chỗ ngon. Trong này bà mua thịt gà chiên nữa nè. Thịt gà chiên nè. Wow, burger. Này kem mẹ mà mua ly kem bự vô chợ. Xin mời cô chú. Ôi, mở cái nắp lên. Hôm nay cho mọi người nha, ngắm người Ukraine đi qua đi lại. Thường ngày ngắm gia đình mình. Bây giờ hôm nay ngắm người Ukraine đi qua lại nha. Đây, dành nhau.
mọi người đi du lịch đi tham quan quá chừng ngừng luôn. Tàu điện ngắn nhất thế giới nè, đông quá chừng luôn.